Trở lại với Kevin Kwa. Dạ vâng. À, anh khi mà anh đọc cái tên của Kevin Kwa, anh rất là cẩn thận như anh vừa nói với ông đó, không phải là anh lộn với lại gọi là một cái đảng nào, nhưng viết tắt cái tên là KK. Nó rất và KK yeah. Nhưng mà chấm nó với ông đó. Yeah. Cái tên nó rất là hay, là tại vì khi mà nghe vào là thấy nó đã smart rồi, đúng không? Ồ, vậy trở lại cái vấn đề mà là em học về luật đúng không? Anh rất thích về luật. Ok vậy thì hả? Bây giờ cho anh hỏi nha. Anh thấy nhiều người đó, thứ nhất là về cái phái nam đó, ở bên này đó complain rất nhiều, tức là người ta than phiền về cái phái nữ, là tại vì ở bên này luật nó nhiều quá, nó làm cho là cái phái nam nó bị lép vế, lép vế, đúng không? Khoa có nghĩ điều đó đúng hay không, hay là sai, hay là người ta nâng đỡ cái giá trị của người phụ nữ lên là tại vì người phụ nữ đẹp hơn, phái đẹp, đúng câu không? Hỏi này khó trả lời thật đấy. Thưa anh, Khoa biết là luật đưa ra để mà bảo vệ cho những cái người mà yếu quyền hơn, tức là thấp cổ bé miệng, tại vì sở dĩ họ thấp cổ bé miệng khoan, họ mới bị khoan cho anh nói. Dạ. Đàn ông nói đâu có lớn hơn đàn bà đâu. Không, để từ từ. từ chúng ta vô vấn đề từ từ. Thưa quý vị khán giả. Anh đùa thôi. Dạ, dạ. Thưa quý vị, thưa anh, tại vì những cái người mà thấp cổ bé miệng họ mới cần bảo vệ, họ mới cần luật pháp, tại vì họ mới bị những người bị ăn hiếp á thì mới cần luật để bảo vệ họ. Chứ nếu mà họ là người ăn hiếp người khác, họ đâu có muốn luật để mà control hoặc là để mà kèm họ lại. Đúng, kiềm chế họ. Những người đúng. Mà họ mạnh bạo rồi, đúng. Họ có sức mạnh thì họ có thể đàn áp những người khác. Thành ra những người đó họ không thích luật đâu. Tại vì tại vì luật để mà bảo vệ những người yếu, già yếu, thấp yếu. Để cho người không có bị ăn hiếp, vậy. Cho người ta bình quyền lại. Thì Khoa nghĩ là nếu mà phái nam mà có than phiền là tại sao luật bảo vệ phụ nữ quá, thì có nghĩ tại vì phụ nữ thấp cổ bé miệng hơn. Oh, ok. Thành ra phải cần cái sự bảo vệ đó. Vâng, vâng. Và thường thường đó, em biết là những cái tội ác mà gọi là violent crime, tức là những cái tội mà gọi là hành hung hay hung bạo đó. Thì thường thường là do đàn ông làm. Vậy hả? Người ta đánh phụ nữ hoặc là người ta bắn chém giết gì đó, vâng. Thì đàn ông họ làm nhiều hơn là phụ nữ. Anh thấy phụ nữ ở bên này đó là người ta nói thường thường là hồng nhan đó là bạc phận. Dạ. Ok, nhưng mà anh thấy bên này hồng nhan bạc triệu. Bạc triệu mà. Đúng không? Mà anh thấy ngược lại là ở bên này phải nói là người đàn ông Việt Nam, nhất là người đàn ông Việt Nam, trong người đàn ông Á Châu, người đàn ông Việt Nam rất là gentleman. Dạ. Tại vì sao những cái mẫu người đàn ông phải nói là lo gia đình rất là kỹ, rất là chu đáo, lo, đúng không? Dạ. Thì anh nghĩ là em trả lời như thế nào khi mà em học luật mà em thấy gọi là những cái người mà bị hành hung như vậy, thì em sẽ trả lời như thế nào đối với là những người đàn ông Việt Nam? Khoa nghĩ là người đàn ông Việt Nam khi qua bên Mỹ này đó không có đánh vợ mình, vâng. không có nhậu nhẹt be bét rồi về, vâng. Cũng có nhưng mà không có nhiều, vâng. Khoa nghĩ là ít hơn, vâng. Thành ra cũng rất là tốt, vâng. Khoa nghĩ là khi mà cái người Á Đông mình chịu cái nét văn hóa của Á Đông, tức là có phần nào chồng chúa vợ tôi trong đó, tức là em đồng ý cái chuyện đó. Khoa không phải đồng ý, không đồng ý, nhưng mà Khoa cái đó là cái nét văn hóa lâu đời rồi, right. Nhiều mấy ngàn năm nay rồi, right. từ người Á Đông, vâng. Không phải người Á Đông không, mà Khoa nghĩ là toàn thế giới, ngay cả Trung Đông hoặc là ngay cả Mỹ này nữa, right. Thì nhiều khi cái người đàn bà họ có những cái gọi là phái đẹp, phái yếu, right. Thành ra phải chịu nhiều cái đó, vâng. Nhưng mà khi mà thời buổi mà văn minh, vâng. Thì bình quyền nam nữ, vâng. Thì Khoa thấy rất là tốt, và những người đàn ông ở những cái nơi mà theo cái tập tục, vâng. Chồng tôi vợ tôi, khi mà hội nhập vào cuộc sống, vâng. Và bình quyền như thế, vâng. Mà họ đã dẹp cái họ xuống một tí để cho nó bình ngang với hơn, vâng. Những người phụ nữ, thì là một điều rất là đáng khen ngợi, rất tốt. Là hay. Dạ. Những bạn nào đó mà có trouble hay là thắc mắc nào đó gọi về cho Kevin Khoa. Không dám trả lời đâu. Cái này là mình chỉ nói những gì Khoa biết được thôi. Chứ mình không có khuyên răn ai gì hết. Ok, anh chỉ được. Bây giờ đi về cái vấn đề mà happy. Tại vì anh biết là Khoa nhiều tài, nhiều đặc biệt lắm. Cái happy đầu tiên của Khoa là thích cúc. Nấu ăn, I love to cook. Anh nói đúng nhất luôn á. Nếu mà Khoa có nhiều hobby lắm, nhiều đây đánh tennis hoặc vẽ, hoặc là đánh đàn, piano, whatever, but cooking is my favorite. What is your favorite? Khoa mê nấu ăn kinh khủng. Chả giò. Chả giò. Khoa bảo đảm anh, Khoa mà làm chả giò cho anh xong một lần, anh ăn xong, anh không muốn ăn chả giò người khác nữa. Là không ra ngoài tiệm nữa. Chỉ ở nhà ăn. Không dám nói như thế, mà còn Khoa tới tiệm ăn là người ta lại không có thích. Nhưng mà Khoa nghĩ là tại vì Khoa cái món chả giò Khoa làm á lạ lắm. Cái công thức là do mẹ của Kevin Khoa chỉ từ lúc Khoa thích nấu ăn từ lúc còn nhỏ cơ. Anh có biết không? Thường hồi đó ở nhà đó thì hai anh em Khoa đi học về thì về nhà nhiều khi có bố mẹ ở nhà hoặc là không có mẹ ở nhà.
thì Khoa nhớ là Khoa ở nhà với bà thôi, mà Khoa 8 tuổi là Khoa bắt đầu Khoa biết nấu ăn rồi. Khoa mở cái cuốn sách ra đó, mẹ Khoa mua đồ để về sẵn trong tủ lạnh. Cái Khoa mở sách ra coi người ta nấu cái gì, cái thèm ăn canh chua, mẹ Khoa mua đồ về để sẵn rồi, không có nhà. Cái tự nhiên moi đồ ra lấy bạc hà, lấy cá, lấy me ra tự nấu canh chua ăn lúc 8 tuổi. Thì đã không mê nấu ăn lắm. Đó là một cái điểm phải nói rất mà hay. Mê ăn nữa. Mê ăn nữa. Nhưng mà cái secret nào, cái bí quyết nào mà mê ăn xong rồi thích nấu ăn mà lúc nào cũng slim vậy? Cũng cũng rất không là có ổn lắm đâu thưa quý vị. Khoa nặng 135 pounds. Ồ, vậy hả? Mà Khoa muốn bớt 3 pounds, bớt 5 pounds nữa, 130 pounds là vừa. Tại vì Khoa cao không có cao lắm. Khoa cao 5'5". Vâng. Mà nặng 135 pounds, thành ra Khoa nhẹ hơn chút xíu nữa thì nó sẽ ốm hơn. Nhưng mà cái không phải bí quyết, Khoa ăn mỗi lần ăn ít thôi. Ăn một ngày ăn suốt ngày, nhưng mà mỗi lần ăn tí thôi, đừng ăn cho no quá vậy thôi. Có nghĩa là mình không có một cố ăn một lần, mình ăn mình chia ra. Tại vì khi mình ăn cho no quá, cái bao tử mình á, nó quen cái co giãn á. Cái mình ăn tới đó mình ăn chút mình chưa thấy no. Cái mình ăn ít đi thì cái nó co lại. Mình tới đó là mình thấy no rồi. Vậy. Như vậy đó là một cái phương pháp rất là hữu hiệu. Với một cái nữa là cái đầu mình nó nói cho mình no sau khi mình đã no 20 phút. Tức là mình ăn mình cảm thấy mình gần sắp no rồi. Lúc đó là mình đã no rồi, tại vì nửa tiếng sau mình sẽ no. Vâng. Thành ra là quý vị ăn quý vị nghĩ là gần no là quý vị stop là vừa. Ok. Bây giờ mình trở lại vấn đề văn nghệ tí xíu nha. Tức là Khoa đã có nhiều cái DVD, thí dụ hát chung với lại những của ca sĩ Diệp Thanh Thanh rồi Ngọc Lan vân vân, không? Đó thì ai cũng biết. Trong tương lai không phải Ngọc Lan, ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh. Chị Ngọc Lan là thế hệ đi trước mà chị đã mất trước khi Kevin Khoa đi hát. Dạ vâng. Khoa chỉ biết Khoa rất là mê giọng ca của những ca sĩ Ngọc Lan, tại vì giọng hát rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Khoa đã hát được với Diệp Thanh Thanh, Tú Quyên, Thúy Khanh, Hồ Ngọc Như, rất là nhiều ca nghệ sĩ của Trung Tâm Tình hoặc là Blue Ocean Music. Dạ vâng. Trong tương lai sẽ có một cái DVD nào với một ca sĩ nào đặc biệt? Dạ thưa quý vị khán giả, cảm ơn anh nhắc tới. Khoa nợ quý vị khán giả một cụ CD nhiều năm lắm rồi. Dạ vâng, nhiều năm. Và CD đó Khoa hát chung với nữ ca sĩ Hạ Vi và Diệp Thanh Thanh. Khoa đang thâu gần xong rồi, Khoa nghĩ là trong đầu năm sau là sẽ có phát hành CD đó. Và quý vị đã biết Khoa hát được rất là nhiều DVD của Trung Tâm Tình Blue Ocean, Trung Tâm Minh Chánh Blue, Mưa Rừng. Khoa biết là quá nhiều, bây giờ không nhớ hỏi không biết bao nhiêu bài mà, okay. Mà cái phát hành không biết bao nhiêu bài và CD cũng rất là nhiều, nhưng mà riêng Khoa thì chưa có bao giờ thực hiện một cái CD riêng cho mình cả. Đây là lần đầu tiên. Đi vào net, tức là lên trên mạng, có lần Khoa viết cái câu như thế này. Ôi trời ơi, trong khúc. Ok, anh điều tra kỹ thế, anh sợ. Nghĩa là kinh nghiệm travel. Dạ vâng. Ok, the good, the bad and the ugly. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao lại có tốt, xấu và phải nói là quá tệ? Tại vì thưa quý vị, Khoa cũng muốn chia sẻ, tại vì anh biết là Kem Khoa rất là mê lên internet. Vâng. Mà sở dĩ là Khoa có nhiều khán giả cũng như là những bầu show lúc nào cũng thương nhớ tới Khoa là tại vì Khoa hay liên hệ với họ trên internet lắm, trên Facebook hoặc là website. Quý vị vô, quý vị đánh Kevin Khoa là quý vị thấy rất là nhiều. Tại vì khi mà mình Khoa đi rất là nhiều nơi, nước tiểu bang nước Mỹ Khoa đi gần 30 mấy tiểu bang rồi. Còn Á Châu với lại Âu Châu với lại Khoa chưa đi Úc thôi. Mà Canada đi tất cả là khắp nơi rồi. Phi Châu chưa đi tới, Úc với Phi Châu chưa đi tới. Rất là mong đi. Thì hy vọng là ngày mai. Thì quý vị đi tới đó, quý vị phải biết như thế nào, quý vị biết thổ địa, tức là người dân ở đó. Quý vị lên internet, quý vị check giá tiền hotel, có nhiều cách mà quý vị trả giá như thế nào. Quý vị ở hotel sang trọng, đẹp đẽ mà giá rẻ. Và nếu mà quý vị không biết, quý vị có thể trả tiền rất là đắt. Mà những cái chỗ mà quý vị ở rất là chán. Thành ra quý vị muốn biết, quý vị phải viết email về contact@kevinkhoa.com. Hoặc là quý vị vô Facebook hoặc YouTube. Thì quý vị liên hệ với Khoa thì Khoa sẽ gửi quý vị những cái tip về cách nào mà du lịch hoặc là travel mà tốt nhất. Dạ vâng. Thời gian của anh em mình chỉ còn đôi phút thôi. Thì hôm nay sẽ mời Khoa hát một nhạc phẩm, một cái DVD nào Khoa đã thực hiện và gửi lời chào đến tất cả các fan của Khoa. Dạ, em cảm ơn. Kem Khoa xin cảm ơn anh. Trước khi tạm biệt thì Kem Khoa xin gửi đến quý vị để thay lời tạm biệt một clip mà Khoa đã được hát live với một nam ca sĩ của show nhạc The Voice, show nhạc truyền hình The Voice ở một casino, một cái concert, là một đại nhạc hội cách đây 2 tháng ở bên tiểu bang Iowa.
đó là Pip Arnold, bài hát Yesterday của ban nhạc The Beatles, và hát live thưa quý vị, tức là băng quay lại live. Và Khang Khoa cũng xin cảm ơn anh Danny Chris cũng như là đài VBS đã cho Khoa có cơ hội lên trên đài để mà được chia sẻ cùng quý vị khán giả. Khoa rất là trân quý, cảm ơn anh rất là nhiều, và kính chúc tất cả quý vị và anh và đài lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và niềm vui để chúng ta có những ngày sắp tới tràn đầy hạnh phúc. Dạ vâng, cảm ơn em. Trước khi Kevin Khoa và Andy Chris chào tạm biệt, xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật thành công, hạnh phúc và rất là bình an trong đời sống. Xin chân thành cảm tạ và xin kính chào. Every day.